Chúng ta sửa một vài câu nha, để cho các bạn biết là các bạn sai chỗ nào ha. Tôi không thể sửa hết được, lý do là tại vì mình tới 4 đề, 3 đề. Cho nên là nếu mà sửa thì mất thời gian ghê gớm. Rồi ha, có ví dụ nè. Dữ liệu dùng cho các câu đề 081 nha, câu đầu tiên đó, câu 123. Câu 123 nói là dữ liệu sau là dùng cho các câu. Vậy thì đầu tiên là người ta yêu cầu tính số nhân tiền KM. Vậy thì ta có công thức KM bằng gì? KM thì bằng M chia cho H, hoặc là KM bằng C cộng 1 chia cho C cộng R. Đúng không? Mình sẽ sử dụng hết tất cả các công thức có thể có ha. Mình hình dung như thế này là mình viết hết ra những công thức đó. Rồi với dữ liệu đề bài này nó phù hợp với công thức nào thì mình sẽ làm công thức đó. Vậy với đề bài này á thì mình có C, mình có R, mình có thể sử dụng dễ dàng công thức đầu tiên nha. Vậy nếu mình sử dụng công thức đó là KM bằng C cộng 1 chia cho C cộng R thì mình sẽ có C á, C thì bằng 0,6. Như vậy ở trên này nó sẽ là 1,6. Còn R là bằng 0,2. Như vậy ở dưới này nó sẽ là 0,8. Vậy là ta ra KM bằng 2. Đáp án đúng như vậy là câu 1B. Tiếp theo câu số 2, người ta hỏi hàm SM. Vậy thì mình có SM tức là M, và nó bằng KM nhân với H. Vậy với đề bài này mình có KM rồi là bằng 2. H đề cho là 1.000. Như vậy là nó bằng 2.000 tỷ. Tiếp theo, vậy đáp án đúng đó là câu A, 2A. Câu số 3, lãi suất cân bằng của thị trường tiền tệ. Thì nó sẽ phải thỏa điều kiện đó là SM phải bằng với DM. Như vậy là tương đương với lại 2.000 bằng với 2.500 và trừ đi 42Y. Như vậy suy ra Y sẽ bằng 2.000 trừ đi 2.500 và chia cho trừ 42. Bấm máy ra kết quả dùm tôi một cái. Vậy là đáp án đúng là câu D hả? À, câu D hả? 12% hả? Rồi các bạn thấy mình sai chỗ nào chưa? Với 3 câu. Tiếp theo, dữ liệu sau dùng cho các câu 4 và 5. GDP bằng 2.400, C bằng 1.900, v.v. Vậy đầu tư là nhiêu? Câu số 4 nha. Đầu tư là nhiêu? Làm sao để tính ạ? Các bạn lớp trưởng như tên là Hảo đúng không em? À, các bạn có thể hỏi bạn Hảo. Tại vì bạn Hảo như điểm 10 đúng không? Điểm 10 làm 30 câu hết đó các anh chị. Và các anh chị biết là bạn Hảo ngày hôm tôi có thấy là bạn Hảo làm bài có 10 phút, 15 phút gì là xong rồi. Còn dư giờ nhiều lắm luôn. Duy nhất bạn Hảo, còn lại các bạn khác thì làm bình thường. Nhưng mà lớp mình thì có nhiều người 10 điểm. Được 3 người là nhiều rồi. 3 mà trên tổng số 40 mấy người là nhiều rồi đúng không? Rồi bây giờ mình có đầu tư nè. Được tính là Y thì nó sẽ bằng GDP và trừ đi C cộng G cộng NX. Vậy Y bằng 2.400 trừ đi 1.900 cộng 100 cộng 20. Xong. Các anh chị tính cái ra kết quả luôn ra nhiêu? Hả? 308. Như vậy đáp án đúng là câu A, 4A. Câu số 5, giả sử xuất khẩu là 308, nhập khẩu là bao nhiêu? Thì mình có NX á, thì nó bằng X trừ đi M và tương đương với 20 thì bằng 308 và trừ đi M. Vậy suy ra M bằng nhiêu? Quá dễ luôn. 306. Vậy đáp án đúng là câu D,
Rồi, câu số 6, nghịch lý của tiết kiệm không còn đúng khi nào? Đúng rồi, tất cả các câu trên luôn á. Tại vì nếu mà dân chúng tăng tiết kiệm dùng tiền đó để tăng đầu tư cũng được. Hoặc là dân chúng tăng tiết kiệm và dùng tiền đó để mua công trái cũng được. Hoặc là tăng tiết kiệm và dùng tiền đó để gửi ngân hàng. Như vậy thì tiền đó sẽ lại tiếp tục được sử dụng. Còn nếu mà tăng tiết kiệm xong rồi giấu nó ở nhà, tiết kiệm dưới gối hay tiết kiệm đầu giường thì nó không làm gia tăng đầu tư và như vậy là sẽ xảy ra nghịch lý của tiết kiệm. Tiếp theo, nếu số nhân của thuế là trừ 4, CM bằng 0,8 thì số nhân của chi chuyển nhượng là nhiêu? Là 4, đúng không? Anh chị nào mà không thuộc bài thì rất dễ bị lộn là mình lại đi mình nhân vô, đúng không? Ở đây là đề người ta bỏ ý, người ta cho dư, đã cho dư số lượng, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị đừng có quan tâm, cái quan trọng là mình phải hiểu, là mình biết bốc cái nào ra để mình làm thôi, đúng không ạ? Chứ còn người ta cứ cho vậy đó mà các anh chị tiếc, đúng không? Các anh chị nghĩ đề cho sao dư được, không có nha. Tôi cho đề thoải mái, mà trên thực tế khi mà các anh chị làm đề tài ấy, nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, kinh tế nói riêng, các anh chị sẽ thấy là bao nhiêu số liệu mình phải biết bốc cái nào ra mình cần, đặc biệt là với kế toán của các anh chị á nha. Cứ có mỗi một cái báo cáo như vậy, các anh chị coi coi các anh chị bốc cái gì ra để báo cáo, chứ lại bốc hết, đúng không? Không có tiếc nha, không phải là có gì cũng đem ra báo. Có rất nhiều cái làm kế toán không được báo với bên ngoài, chỉ báo cáo thuế là khác, đúng không? Còn báo cáo đối với doanh nghiệp, với quản trị, hội đồng quản trị là khác. Rất là rõ ràng luôn á nha. Vì vậy cho nên là với mỗi một mục đích thì các anh chị sẽ phải biết lấy cái số liệu nào để báo cáo cho nó đúng. Chứ không phải là cứ tiếc nha, có bao nhiêu đem hết ra, chết đó. Cho nên là cái câu này là nhiều người sai, mà sai rất là tội nghiệp. Tự nhiên là cái hì hục nhân vô ra sai. Rồi câu 9, câu 8, ở mức sản lượng toàn dụng, tỷ lệ thất nghiệp bằng 0. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, đó là những người thất nghiệp tự nguyện. Tỷ lệ thất nghiệp cao, vì đó là lạm phát thấp, không thể kết luận được. ABCD câu nào đúng? Câu B đúng, vậy 8B là câu đúng. Câu số 9, câu số 9 cũng lại là một câu mà các anh chị sai nhiều kinh khủng luôn. Tiêu dùng biên theo thu nhập bằng 0,8, nó là cái gì vậy? Tiêu dùng biên nè, mà theo thu nhập á, nó là CM phép. Và nó bằng CM nhân với 1 trừ TM. Và các anh chị nhớ giùm tôi, tại sao tôi gọi là tiêu dùng biên theo thu nhập? Bởi vì khi mà ta tính được cái hàm tiêu dùng, là ta có cái hàm tiêu dùng mà theo thu nhập khả dụng. Rồi sau đó ta mới tính được cái hàm tiêu dùng mà theo thu nhập là C phép. Nó bằng C không phép cộng với CM phép và đi theo Y. Thì cái hàm này mới là hàm tiêu dùng theo thu nhập. Với C không phép thì bằng C không trừ CM T không. Còn nhớ không ạ? Nha. Vì vậy cho nên là CM phép. Như vậy thì nó phản ảnh cho cái lượng thay, nó phản ảnh rằng nếu mà thu nhập tăng lên hoặc là giảm đi 1 đồng thì tiêu dùng của các hộ gia đình sẽ tăng lên hoặc là giảm 0,8 đồng. Như vậy trong tất cả các đáp án ở đây có đáp án nào đúng không? Hả? Đáp án nào là đáp án đúng? Đáp án D. Tức là các câu trên đều sai là đáp án đúng. Thế phải có câu đúng chứ. Như vậy thì câu đúng là câu 9D. Và câu này là câu sai quá trời luôn nha. Rồi tiếp theo câu số 10 cũng là một câu mà các anh chị sai quá trời luôn. Anh chị nào mà làm mà hiểu được cái câu 9 vậy chứ mà nhiều khi câu 10 vẫn không làm đúng được. Là cũng không để ý thì làm sai. Hoặc là không hiểu bài ấy, thì ta làm sai. Chi chuyển nhượng tăng 50 tỷ, như vậy là delta TR bằng 50. Tiếp theo, tiêu dùng biên theo thu nhập là 0,64. Như vậy, cái này nó là CM phép á. Và bằng CM nhân với 1 trừ TM. Và bằng 0,64. Và thuế biên là 0,2. TM bằng 0,2. Như vậy, người ta hỏi rằng lúc này tiêu dùng thay đổi bao nhiêu? Thì các anh chị hình dung là ta có delta C thì bằng CM nhân với delta TR. Nhưng mà ở đây mình chưa có CM, mình phải đi tìm CM. Thì nó bằng CM phép chia cho 1 trừ TM rồi mới nhân với delta TR. Các anh chị thấy số vô 0,64 chia cho 0,8 là ra 0,8 nhân với delta TR, tức là nhân với 50 vậy nó ra 40. Vậy đáp án đúng là câu C. Rõ chưa? Tức là tôi sửa chừng 10 câu, các anh chị đã thấy là mình sai nhiều chưa? Rồi câu số 11 nè, nếu nền kinh tế đang ở mức toàn dụng, chính phủ tăng thuế và tăng chi tiêu với cùng một lượng như nhau thì trạng thái kinh tế sẽ là từ suy thoái sang lạm phát, suy thoái sang ổn định, vân vân. Câu nào đúng?
ổn định sang lạm phát là đáp án đúng. Lý do ở mức toàn dụng, tức là nền kinh tế đang ổn định. Nếu tăng thuế và tăng chi tiêu với cùng một lượng như nhau, tăng thuế thì tổng cầu giảm, mà tăng chi tiêu thì tổng cầu tăng. Nhưng tác động số nhân của chi tiêu lớn hơn số nhân của thuế, cho nên nền kinh tế sẽ làm cho tổng cầu, cái động thái đó của chính phủ sẽ làm cho tổng cầu của nền kinh tế tăng lên. Do đó AD tăng, do đó đáp án đúng sẽ là chuyển từ trạng thái ổn định sang lạm phát. Vậy đáp án đúng là câu D. Rõ ràng chưa? Như vậy là đến đây các anh chị đã hiểu được mình sai ở chỗ nào rồi ha. Rồi về nhà cứ vậy coi lại bài nha, coi lại lý thuyết đó. Chứ bây giờ mà các anh chị ngồi đây mà coi cái bài này không, các anh chị không hiểu đâu. Các anh chị làm bài sai lý do là tại vì mình không hiểu về lý thuyết, học bài chưa kỹ. Chịu khó học bài kỹ vô, đọc sách nhiều vô nha. Tôi nói lại cách học là đó là cứ sau mỗi một chương các anh chị phải chịu khó đọc hết lại lý thuyết, lên thư viện mượn tất cả các sách có cái tựa đề liên quan kinh tế học vĩ mô, ngồi dở cái chương đó ra đọc hết đúng cái chương đó, rồi tự mình hệ thống lại. Đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Tại vì kinh tế vĩ mô nó có một cái hay, đó là mỗi một giảng viên khác nhau có thể sẽ có những cái quan điểm khác nhau, mà không có ai đúng không có ai sai hết đó, tất cả đều có lý. Cho nên mình phải đọc để hiểu được nhiều quan điểm. Các anh chị hình dung được không ạ? Và hơn nữa tôi lưu ý rằng cái môn học này là nó mang ý nghĩa ứng dụng rất lớn nha. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Các anh chị đã học xong chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ. Các anh chị cũng biết được rằng nếu mà chính phủ mà thực hiện chính sách thu hẹp tiền tệ thì lãi suất sẽ thế nào? Sẽ tăng lên rất là cao. Và nếu như các anh chị là những kế toán trưởng tương lai, các anh chị phải hình dung dùm tôi, khi thấy chính phủ mà vừa công bố thực hiện chính sách thu hẹp tiền tệ, ngay lập tức các anh chị hình dung doanh nghiệp mình còn nợ cái gì. Tại vì chuyện đó là chuyện của kế toán mà, kế toán trưởng mà, đang nợ cái gì lo mà trả cho ngân hàng đi. Chứ nếu không vài tháng nữa thôi, tình hình sẽ trở nên căng thẳng và vốn không có, các anh chị không có tiền đâu mà trả, mà lúc đó nhiều khi doanh nghiệp phá sản. Tại vì mình ôm một khoản nợ lớn để mình đầu tư. Các anh chị hình dung được không ạ? Mà bây giờ lãi mình không thu hồi vốn được, tại vì thu hẹp tiền tệ, thu hẹp tài khoá mà, thì tổng cầu nó sẽ giảm đi, sức cầu của cả nền kinh tế giảm đi. Lúc đó mình tiêu thụ hàng chậm lắm, mình không có tiền đâu mình trả lãi hết. Các anh chị hình dung được không ạ? Và doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Doanh nghiệp trong kinh tế thị trường tôi nói rủi ro lớn lắm nha các anh chị. Ngày hôm trước, tháng trước nhiều khi đang giàu có vô cùng, năm trước đang giàu có vô cùng, qua năm sau cái nguy cơ phá sản. Lý do là tại vì đầu tư quá lớn. Mà gặp cái lúc mà chính phủ thực hiện chính sách thu hẹp tiền tệ thì các anh chị sẽ thấy lúc đó cái nghề của các anh chị thấy rõ là người ta đến đòi nợ cái mình đi trốn. Kế toán trưởng mà, ta đến là ta cứ giám đốc với kế toán trưởng ta đòi nha. Vì vậy cho nên là các chị hình dung lúc đó mình phải lo mình đi trốn. Căng thẳng lắm đó, không đơn giản đâu. Các anh chị bây giờ cười chứ mai mốt ra trường mà gặp cái lúc đó là các anh chị sẽ thấy mình khổ vô cùng luôn. Cho nên là mình phải nắm tình hình để chi vậy? Mình kịp thời có quyết sách nha. Luôn luôn phải đảm bảo được cái nguồn cân đối tiền mặt của doanh nghiệp. Là kế toán là các anh chị phải chú ý đến cái khoản đó. Luôn luôn cân đối được tiền mặt. Coi nhiều doanh nghiệp trên sổ sách kế toán thì rất là lời nhưng mà tiền mặt thì không có. Lý do? Lý do là người ta nợ mình mà mình không thu hồi được, cho nên sổ sách thì lời ghê lắm nhưng mà chưa thu hồi được. Các anh chị có hình dung được không ạ? Và trong trường hợp đó thì chỉ cần một đối tác của mình bị phá sản là mình sẽ bị kéo theo. Đó là lý do. Một lý do thứ hai mà tôi nói là tại sao trong kinh tế thị trường thì doanh nghiệp cực kỳ rủi ro. Và tất cả điều đó nó thể hiện trên hết báo biểu kế toán đó các anh chị. Và kế toán là phải nắm được từng ngày từng giờ cái cân đối ngân lưu của doanh nghiệp, tức là tiền mặt đó. Tôi ví dụ như bông bạch tuyết đó, báo cáo kế toán thì lúc nào cũng có lời hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng cái bông bạch tuyết phá sản. Lý do là không có đồng tiền nào hết để mà trả lương cho công nhân. 3 tháng liên tiếp là anh phải tuyên bố phá sản rồi nha. Rồi rõ ràng chưa? Như vậy là ở đây các anh chị đã hình dung và tập đọc các cái báo biểu kế toán ha. Cũng như là ở đây các anh chị hiểu được cái ý nghĩa của kinh tế vĩ mô ứng dụng trong kế toán. Quan trọng lắm á, cho nên là các anh chị phải để ý á. Nếu mà sau này mà các anh chị mà được quyền nắm giữ các cái ý tưởng đó, chức vụ đó, rồi đóng bài tập, bài kiểm tra lại ạ. Các anh chị giữ ở đó, về nhà coi đi, xong rồi tuần sau nộp lại cho tôi.